Hồng chào cô chú. Hôm nay Hồng sẽ đi với chị Ngọc đến tại khu đăng kiểm phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, gần cái chỗ bến xe phía Bắc. Ở đây là phù hợp cho cô chú để ở, yên tĩnh và gió mát. Giờ đến gặp chị Ngọc nè. Dạ, mình gắn được chị Ngọc à. Xin chào em Hồng nhé. Chị Ngọc với em Hồng đến Hồng thì đi cái nhà này dùng cho chị Ngọc nhá. Nhà này là tổng diện tích là 105 m, ngang 6,5 m. Nó có 5 phòng ngủ và 5 cái toilet, giá bán là 3,5 tỷ. Rồi, cô chú anh chị khách của Hồng hoặc khách chị Ngọc quan tâm thì chị Ngọc sẽ gửi sổ và gửi video trong á. Bữa nay bàn của chị Ngọc đi Sài Gòn rồi, rồi chị Ngọc đi Thanh Linh cho nên nó không gửi chìa khóa lại. Rồi bây giờ là Hùng phải đi cái tuyến đường này, chị Ngọc chỉ nhá. Cái tuyến đường này em đi ra đến cái chỗ đó là hồi xưa là có một cái trường học Lý Thái Tổ cũ, nhưng mà giờ người ta rời về ở ở dưới chỗ Trịnh Hoài Đức á, chỗ chung cư Hoàng Quân á. Bây giờ em đi từ đây này ra đến cái ngã ba đó là nó có một cái đường bẻ ngang, đó là đường Mai Lão Bảng. Mai là bạn. Nhưng mà nó tuyến đường của Hùng đi từ cái nhà này nhá, đến đây là Từ cụt rồi nhá, từ cái nhà từ này cái là B đó Nguyễn, cái đường này là đường Nguyễn Phong Sắc. Thì Nguyễn Phong Sắc này là Hùng đi đến chỗ cái ngã ba nó là giá nó rơi vào khoảng 25 đến 30 triệu một mét. hay là ngay chỗ ngay bên đây là chỗ chiếc xe màu vàng này nó không có Rồi rồi bắt đầu là từ cái đó đi ra ở ngoài 2 tháng 4 thì nó rơi khoảng 35 40 triệu một mét. Rồi bắt đầu Hùng sẽ làm cái tuyến đường này đi, rồi hồi này chị Ngọc chờ Hùng ở tuyến đường Mai Lầu Bạc. Ok, cảm ơn chị Ngọc. Đây, cô chú, đường này là đường Nguyễn Phong Sắc, thuộc là khu đăng kiểm phường Vĩnh Hòa. Đường Nguyễn Phong Sắc này Đây thì ở mát lắm, đi thì ở mát thì lắm. rất là mát luôn. Cô chú nhiều thấy rất nhiều cây đúng À không ơi, đây này là đường nhựa này, đường nhựa 13 m mà hai bên là đều có lòng lề đường nhá. Lòng lề đường của hắn là rơi vào 3 m, bên nào cũng có nhá. Lòng là đường mỗi Rồi bên là 3 mét, bên nào cũng có cả. rồi đất nhà ở đây thì rất là nhiều này, nhiều nhà trống lắm. Nhưng mà ở đây là chỉ nói là ở đây là đi cái đường nó hơi bị Lòng vòng. lòng vòng, nếu mình đi ô tô thì mình phải đi ra 2 tháng 4. 2 tháng 4 thì mình phải đi chạy thẳng xuống ở dưới bến xe phía Bắc á, thì mình đi ra biển mới vô phố. Còn nếu đi xe máy á thì em phải vòng qua đường vô qua Vĩnh Hòa, đi tắt qua đường Điện Biên Phủ. Rồi em đi đi, chị Ngọc đón em ở dưới Mai Lao Bảng á. Ok chị Ngọc. Hùng sẽ dẫn cô chú đi dạo một vòng trên đường Nguyễn Phong Sắc này nha. Đường Nguyễn Phong Sắc thì rất là yên tĩnh, rất là mát luôn. Ở đây thì cô chú sẽ thấy rất là dễ chịu bởi ở như đây có rất nhiều cây cối, gió mát. Ở đây là những người mà có tiền người ta cũng về tới ở đây, gọi là giới trung lưu á cô chú. Dạ vâng, đường này là đường Mai Lão Bảng. Đây là đường Nguyễn Phong Sắc nè cô chú. Nhà cửa ở đây rất là khang trang. Ở đây rất là nhiều cây mát luôn. Đây Cái này là góc hai mặt chị. Đây là căn nhà đúng không chị? tiền. Tiền bây giờ là ngang 5 m. Tổng diện tích là 75 m. Nhà Căn là nhà cấp 4 nên cho thuê tháng 4 triệu. Cái này là 2,7. 27. 2,7 nghĩ là không thương lượng nhẹ gì đó. 27. Nếu là xin khách của Hùng quan tâm thì chị Ngọc phải gửi sổ gửi vị trí hoang cho khách của Hùng coi. Ok, cảm ơn chị Ngọc. Nhà này là nhà góc 2 mặt tiền, ngang 5 m vuông vức nha. Này là cái lộc trùng, cái lộc Ở trùng nhà như trước có có cái cây lộc vừng nè. kiểu Cây lộc vừng này đẹp nữa. Mát. em này là không có cho lên thị trường nha, đây là để em Hùng chị Ngọc cho nha, chưa có bất cứ nào nha. Đây, có một căn nhà đẹp nè. Khu này rất là nhiều nhà đẹp luôn. Cái này mà xây lên thì cái này đẹp luôn.
Đường này Nguyễn Phong Đường Sắc này rất thì là đẹp. mắc lắm. Đường nó kinh mà. Vốn là hẳn đây là núi rồi này. Dạ, đây là Nhìn núi cái Cô đó. Tiên. Nhìn cái đó là có cái quy hoạch để ra biển hết á. Dạ. Mở khi nào thì không biết. Nhưng mà đường này không ra biển hết. Dạ. Bây giờ đường này là mình đi lên Nguyễn Đức Thuần nó này. Nguyễn Đức Thuần khoảng 15-20 triệu mét. 1 triệu mét tùy à. Dạ. Cảm ơn chị Ngọc. Đây là khu đăng điện kiểm cô chú ạ. Ông quay khỏi cái bức tường chỗ chiếc xe kia là khu đăng kiểm đó cô chú. À, khu đăng kiểm ở Nha Trang của mình á. Đường này là 30 triệu một mét hả chị? Ờ, nhà hôm nay rất là khang trang luôn. Lưu lắc bàn hả? Giá 30 triệu đúng không chị? Dạ. Ok. Dạ, bên này là Nguyễn Phong Sắc nè. Bây giờ đi ra 2 tháng 4 rồi cô chú. Ra 2 tháng 4. Khu này là khu đăng kiểm. Que bên này là đăng kiểm nè cô chú. Mai mốt về cô chú gõ khu đăng kiểm trên Google là ra liền. Hoặc là gõ trên Google Maps đó cô chú. Khu đăng kiểm bên này. Ở bên đây từ cái đoạn đường này đi ra chỗ đường Điện Biên Phủ đó, nó rơi vào tầm khoảng 2 km. Đó, từ Điện Biên Phủ chạy xuống đường Phạm Văn Đồng đó, rơi vào khoảng tầm 2 km nữa. Sáu là giá khoảng 15 đến 20 triệu mẹ còn mấy lỗ trong sáu luôn Yeah. Ý là ở đằng sau đây có mấy cái hẻm cục đúng không chị? Thì nó giá nó sẽ là 15 đến 20 triệu. chủ thì chỉ bán 4,3 tỷ họ đổ nợ này À, nhà này họ là chỗ đổ nợ. 68 m 68 m 3 tỷ chứ mà bán rồi luôn này Yeah. cái này là 3 tỷ Cái này là hồi xưa 3 tỷ nè, đúng không? 68 mét. này họ bán rồi. Cái lô đất này nó lô này thì bán nhiêu ngày Lô xưa này hiện tại là nó 40 giá 40 triệu một mét giá là là cái nó lô này thế đó 35 đến 40 đúng đi ra đó là đường 2 tháng 4 dạ mà đi về kia lối bên này là về về Bắc nhá dạ về Bắc này. Còn bên kia là Sóng Sòi. Sóng dạ Sòi thì bên kia đất rẻ lắm. dạ Sóng Sòi bên kia thì cửa khoảng mét nó ra có sản phẩm từ 10 triệu 18 triệu mét à. Còn bên kia qua đường này dạ Phía trước của mình là đường 2 tháng 4 cô chú ạ. Thì chị Ngọc nói rằng là ở bên đường 2 tháng 4 kia là Xóm Còi. Xóm Còi thì nó nằm đối diện với lại đường bên này nè cô chú. Thì nó sẽ là rơi vào 18 đến 20 triệu một mét thôi. Đó, đó là khu Xóm Còi phía trước của mình. Đây là đường 2 tháng 4 nè cô chú. Đó, đây là đường 2 tháng 4. Nha Trang. Hướng này thì đi vào trong trung tâm Nha Trang nè cô chú. Đó. Còn hướng này là sẽ là đi vào ra Bắc, đi ra phía Hà Nội cô chú. Đó. Hướng này đi ra Hà Nội. Bên này thì chị Ngọc nói rằng là ở phía bên này chị Ngọc nói rằng là đây là Xóm Còi thì giá đất bên này nó sẽ rất là rẻ. Nó chỉ rơi vào 18 đến 20 triệu một mét thôi. Đó, Xóm Còi là xóm như thế này nè cô chú. Đó, nó nằm dưới chân núi đây nè.
Ở đằng sau những cái dãy nhà này sẽ là đường ray xe lửa nè cô chú. Còn cái đoạn này là 35 cho đến 40 triệu một mét. À, bên này là khu đăng kiểm nè cô chú. Đó. Khu đăng kiểm này. Đây là Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm đăng kiểm cơ giới. Số 1 Nguyễn Phong Sắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang này cô chú. Đó. À, ở đây. Dạ. Dạ, đứng đây thì mình chạy ra đường 2 tháng 4. À, thì bây giờ bên này là sẽ là đường Nguyễn Phong Sắc. Đây, thì Nguyễn Phong Sắc thì chị cũng Ngọc nói là 25 đến 30 là tới cái đoạn này. Đó, thì còn đi qua cái đoạn chỗ cơm tấm với lại gần đầu đường 2 tháng 4 thì còn là 35 đến 40 cái chiều 1 mét. Còn bây giờ mà sẽ lên đường Nguyễn Lương Đắc Bàn luôn á. Đường này thì khoảng 35 đến 25 đến 30. Đó, cũng 25 đến 30 triệu một mét. Đó, thì ở đây là sẽ có những cái căn nhà nó cũng rất là khang trang. Đó, và nếu mà đi lên thẳng lên trên đây là sẽ chân núi Cô Tiên. Trên đây là sẽ có những căn nhà nó có view biển cô chú. Đây là khu này thì ở rất là yên tĩnh nha. Có điều là nó hơi xa biển xíu, từ đây đi xuống biển nó cũng khoảng rơi vào khoảng tầm 3 đến 4 km đó cô chú. Ở đường này thì nó sẽ có hai hướng, một là hướng đông, hai là hướng tây. Hôm bữa thì Hùng có làm một cái video tổng thể, mà hôm nay thì Hùng sẽ làm video xí lễ ra, ngắt nhỏ ra để cô chú nắm. Thì cô chú anh chị mà có muốn mua nhà đất trên khu đăng kiểm này thì gọi Hùng nha. Đây là đường Lương Đắc Bằng nè cô chú. Lương Đắc Bằng. Đó. Bên này là đường Đặng Minh Khiêm. Trên này nó có mấy căn nhà mà khu nhà giàu cô chú. Khu nhà giàu ở trên này người ta xây những cái căn nó có view. View rất là đẹp. Sau này sẽ có một cái con đường từ dưới chỗ kia xuyên qua cái núi này đi qua bên 2 tháng 4 nè. Xuyên qua cái núi Cô Tiên này. Đường Lương Đắc Bằng. Ở bên này là cái trường, ngày xưa là cái trường. Nhưng mà bây giờ người ta đã dời về cái chỗ chung cư Hoàng Phú hoặc Hoàng Quân nè. Đi lên trên đoạn này là có nhiều cái nhà giàu đẹp, nhiều cái biệt thự mini mà sang vườn đó. Ở trên đây thì rất là yên tĩnh luôn. Trên đây có rất nhiều cây cối mát. Cô chú mà muốn mua nhà ở khu này thì gọi cho Hùng nha. Hùng sẽ tìm cho mình. Nhà màu hồng hả chị? 2 tỷ 3. 71 mét. Mới 1 70 chưa? mét 1.400. bộ À. 2 tỷ 3 đúng không? Nó là ngày xưa đúng có đấy 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 là nó khoảng 30 triệu đô mét. Ở đây là khoảng 30 triệu một mét cô chú. Chị Ngọc nói như vậy đó cô chú ạ. À, chị Ngọc là chuyên gia ở cái khu Vĩnh Hòa này. Kilo đâm đường phải không? Bán mãi không trôi là đâm đường đúng không? À, là cái lô phía trước đó con chú. Bán mãi không trôi. Bị đâm đường. Nhà khu này có nhiều mấy căn nhà rất là đẹp.
Đây là lương đất bằng à, Nguyễn Đức Thuận. Ồ, nhà đây, nhà đang bán này cô chú. Ồ, nhà này hai mặt đường đẹp luôn, 6 tỷ rưỡi hả? À, căn nhà đây mà ở thì chơi cũng vô đối luôn, trong này có sân vườn rất là rộng luôn. Không phải một, không nhầm, bên đây có một mặt đường à. Từ bên này qua đến hết bên này thôi. Nhà này đẹp. Đúng rồi, bên này còn mặt đường nữa mà. Một mặt, hai mặt. Một mặt là Nguyễn Đức Thuận, một mặt là đường bê tông. Đó, nhà đẹp á. Lô này 2,4 tỷ á chị, hai lô ghép lại đúng không, hai ba lô lần là... ba lô một lô vậy là à, một lô hai lô, một lô vậy là bộ hôm của bạn có 10 mấy triệu, một lô vậy là 70 mấy mét á, hai lô này là 145 mét á, ở đây đúng chia không chị, ra đó chia ra 30 triệu mét đó, chị đoán đó, đó. À, chị nói đúng chỗ đây 30 triệu đúng không chị, ừ. hai lô, Hai lô, một lô là 100, một lô là có 73 mét thôi, bảy mươi 72 bên mấy mét thôi. bảy mươi bên À, cái giá tiền và cái khoảng diện tích đó là chỉ nói tương đơn là chúng 90%, dạ còn nếu ai quan tâm mua thì chị Ngọc phải gửi sổ và gửi địa chỉ qua dạ em, trên YouTube có ghi một vị trí ghim được, à, em nhớ ghi vô dạ ghim vị trí em sẽ ghim vô bỏ dưới phần mô tả, đó, em ghi vô đó dạ à, cái nhà này vô đây đó là quá mỗi lô như vậy là nó sẽ là 73 mét đó, giá rơi vào khoảng 30 triệu một mét. anh, cái nhà đó À, là nhà của đại gia bất động sản mà cũng bán luôn. cái nhà đây đúng không chị, nhà màu trắng đó, 6 tỷ rưỡi hả? À, cô chủ quan tâm thì xin mời liên hệ chị Ngọc, xinh đẹp. Cái đó làm theo cái dạng biệt thự đó, đại Rồi, gia bất động sản đó. đại gia bất động sản. Ok, À, vậy thôi, không nhưng là mình chỉ lấy thôi. khu này mà Cái đi. chính là để đi ra Nguyễn Đức Thuận nhá. Dạ. Trên con đường Nguyễn Đức Thuận này nó rơi vào phía ngoài này thì nó cũng rơi tầm tầm là 25-30, nhưng mà nó đi sâu vào trong thì 15 triệu một mét thôi. À, đường Nguyễn Đức Thuận là ở đây là 25 đến 30, đi sâu vào là 15 đến 20 đúng không? Dạ. Để em đi thẳng lên đây một chút cái. Không đó thì em quay về được rồi. Ừ. Dạ, trong đây có mấy cái biệt thự to đẹp rồi con chú. Cái biệt thự kia. Dạ. Khu này là khu quân đội con chú ơi. Ở đây quân đội rất nhiều luôn. Ở đây đặc biệt có rất nhiều cây sa kê nha. Cây sa kê trái nó gần già rồi đó, cây sa kê là trước nhà trồng rất là mát luôn. Lắm mà coi được cái văn biệt thự. Lương đất bằng 2E, công ty Thuận Phát. Ở đây có mấy cây này rất là mát mà. Hùng cũng thích trước nhà có một cái cây sa kê như thế này. Sa kê, trái này cũng sắp già rồi. Trái này sắp già rồi. Trái này là chiên là y luôn á cô chú. Này là chiên giống như là khoai tây chiên nha cô chú.
Đây là đường Nguyễn Đức Thuận này. Đường là chị Ngọc nói là cái đoạn này thì nó sẽ là 25 đến 30. Còn đi sâu vào là nó sẽ còn 15 đến 20 thôi. À, chị Ngọc nói là nhà này là có diện tích là 140 mét nè cô chú. Đó, giá 6 tỷ rưỡi. Ngang nó là 8 mét. Ngang 8 đúng không chị Ngọc? Ngang 9 à? Ngang 9. Nhà đây là hướng hướng nam nè. Hướng nam. Đây là đường Nguyễn Đức Thuận. Ở đây có căn nhà cũng đẹp, cũng được. Đi vào sâu nữa là 30 đó, 25 chứ. À, 20, 15. À, tới đây là đoạn à. Có nghĩa là từ cái đoạn bê tông kia đi lên là 15 đến 20 triệu thôi đúng không chị? À. Ở đây là đất tái định cư đúng không? Dạ. Đừng đi vô trong nọ nữa, mới đi ra đây. Dạ thôi được rồi. Ra đây đi. Ở đây là đường do mình đi ở trong cái mình đi bộ đó. Mai là bảng này là bao nhiêu chị? Cũng tầm 25 đến 30. Mai Lão Bản và Nguyễn Đức Thuận là có chút. Đây là Nguyễn Đức Thuận, bên đây là Mai Lão Bản. Giá thì 25 đến 30 triệu một mét. 25 đến 30 triệu một mét cô chú ạ. À. Ở đây là nó có một cái trung tâm điều dưỡng và chăm sóc người có công này, công tác xã hội, cơ sở nuôi dưỡng tổ 1 Hòa Tây Vĩnh Hòa Nha Trang. Đó. Cái này thì xây khoảng 2 đến 3 năm rồi. Đường Mai Lão Bản. Toàn bộ nãy giờ Hùng đi là một vòng trong này là nó đều là khu đăng kiểm hết á con chú. Thuộc là Hòa Tây Vĩnh Hòa. Nhà cửa ở đây thì Hùng thấy cũng ok. Ở đây thì đường xá rộng rãi thoải mái. 25 đến 30 triệu có nghĩa là 100 mét là mình sẽ mất 3 tỷ để mua được một lô đất. Còn xây nhà thì mình tính sau. Nếu mà mua đất ở đây thì mình biết là cái giá đó rồi, còn cái nhà nữa mình tính ra là bao nhiêu. Hôm thấy nổi bật nhất ở khu này chính là mát mẻ cô chú. Có rất là nhiều cây cối mát mẻ, đường xá rộng rãi. Dân cư yên tĩnh. Ở đây rất là yên tĩnh luôn. Hai mươi lăm ba mươi là đường này đúng không chị Ngọc? Là ven rừng nó nắng thì rửa cái thì nó mãi không thôi xong rồi người ta chia ra hai cái hai thì bảy hay sao ấy cùng rơi vào khoảng 25 30 triệu Đây 25-20 triệu luôn. Cái này là ngày à. xưa chị Ngọc bán là mãi không trôi rồi xong người ta chia đôi ra ta bán. Đặng Minh Là nó Khiêm. dần nó cả đống khách luôn ấy, không biết ai mua giờ cũng chẳng biết, nó dần bây giờ Đặng Minh Khiêm. vấn đề là họ mua được. Ở đây có cái nhà cho tổ bố. Có cái nhà kia mà nó bị đâm đường, cái lô đất kia cũng bị đâm đường luôn. Đặng Minh Khiêm. 25 đến 30 triệu một mét.
Cô chú xem video mà thấy hay hữu ích thì cho Hùng xin một like với nha. Nếu mà ai quan tâm đến đất ở Nha Trang, khu Hòa Trung Vĩnh Hòa, Hòa Tây Vĩnh Hòa này thì gọi Hùng. Hoặc là chia sẻ video này cho họ nhé. Ở đây thì nó yên tĩnh, gần biển, cách biển còn 2 đến 3 cây số con nhóc. Dạ 4 cây đi, 4 cây số. Đây là đường Nguyễn Chích rồi, đoạn này là thông ra Nguyễn Chích rồi cô chú. Trên đất có nhà, vào trong đây thì nữa là đường bê tông rồi. Đường này là đường Nguyễn Chích à. Lô này à. Lô này 1,7 tỷ, 82 mét. À, hướng này là hướng đông. Lô này thì ngang mấy mét chị Ngọc? Ngang 4,2 m hả? Khoảng 4,2 m. 82 mét. Dạ. Đường này 6 mét. Lô này thì giá 1,7 tỷ hả chị? Đang bán 1,7 tỷ, lô này thì 1,7 tỷ có thương lượng. Giá 1,7 tỷ có thương lượng, chính chủ của chú nhé. Thương lượng nhẹ. Gặp chị Ngọc. Ở trên đó là hồi trước có mấy lô mà giờ bán hết rồi, nó cũng nằm trúng liền này. Như vậy là nó rơi vào 15 triệu mẹ đó. Vì là ở đây đúng không chị? Ở đây là rơi vào khoảng 10 đến 15 triệu đúng không? À, đúng rồi. Chứ mà lên cái kia là cụt nhá. Đường trên đây là đường cục và chân núi Cô Tiên luôn đúng không? Con đấy là mình đi ra Hòa Trung này là đi về Nguyễn Chích này. Đây là Hòa Trung đi về Nguyễn Chích. Cái lối đấy đi xuống đó nó cũng rơi vào cửa đó. Rồi đi xuống dưới đường dưới kia nó cũng rơi vào cửa đó. Tâm tâm đó, đó, đó. Không em đi thì chị chạy xe. Đi vậy là có đường ra đó. Ok chị. Đường Hòa Trung.